Mẹ thời xưa mẹ không được đi học nên mẹ cũng không có biết chữ, nên là về cái mâu thuẫn với nhau rất là nhiều. Mẹ lấy chồng sớm đó. Ủa, bà chưa lấy chồng dạ. sớm hả? 18 tuổi. Còn dâu xưa về chồng khó không bà? Cũng không khó gì. Bà phải thức dậy lúc mấy giờ? 4 giờ dậy nấu trà pha cho vợ chồng uống à. Dọn dẹp cơm nước à. Ăn xong rồi rửa chén rửa bát dọn dẹp rồi chơi lúa giở gạo, giặt giũ quần áo cho mẹ chồng không? Lúc mới rước dâu mới về thì có giặt năm bữa hai bữa thôi, còn như bả giặt đó ai giặt hoài luôn. Đi giặt con dâu của bà có giặt quần áo cho bà không? Không, dâu này là bỏ mới giặt, mới giặt nha. Nhưng... nghèo tiên về là chưa có máy móc, có nghĩa là ông xã về là ông xã từ tay ông xã giặt. Cái bắt đầu ông xã giặt cỡ 2 ngày cái mẹ nói câu này, bộ nó không có tay à. Đó, có nghĩa là mẹ cưng con của mẹ, nghĩa là mẹ luôn bảo vệ thương con. Khi con thấy mẹ thấy con trai giặt mẹ xót, mới bàn với ông xã, anh ơi, vậy là không được, phải đi mua máy giặt đi, em không thể nào em giặt tay được. Tức là em bận công việc kinh doanh, dạ. Em không thuê một người nào đó để làm phụ cho mẹ. Dạ, dạ có. Có không bà? Có, về tôi không chịu, bị nhà cũng đâu có gì phải thuê. Môi cơm nước rồi cái gì dọn dẹp, trời ơi, chung làm được khỏe hết. Vậy hả? Bà có họp gì với con dâu bà không? Lúc trước lúc đầu thì thấy chừng đâu ngủ trưa nằm đóng mà. Bà dạ chào bà chị. Ngồi đi bà. Dạ chào bà Lê Lộc, mẹ nghe dạ. đây. Dạ. Bà chào Quyền Linh với Lê Lộc. Mẹ chào Quyền Linh. Chào Quyền Linh dạ. Chào. Bà tên là gì? Tên khác. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 75. Quê bà ở đâu? Ấp 4 Mỹ Thành Đông. À, ấp 4 Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ. Quận Như Huệ. Tỉnh Long An. À. Dạ, xin dạ. Mời chị ạ. À. Dạ, chào Nguyên Linh và Lê Lộc. Em tên Thảo, cũng đang ở cùng và sống chung với mẹ chồng là tại ấp 4 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Dạ. Đức Huệ, Long An á, miền Tây là hát cây lương hay lắm á. Mà hát đi, hát câu cho nó vui đi. Nói mẹ cho có một cái hả? Bài hát nói chung là ấn tượng mà lúc mà mình về làm dâu. Tại vì mẹ gửi tặng cho khán giả với Quyền Linh với lại Lê Lộc ở đây. Bây giờ bắt nhóm người ta tiếp. Có người dẫn đầu chứ không tự nhân bị cà nè bà. Thôi hại cố mà quên đi tất cả, vui cùng em trong giây phút chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh. Tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay, em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang. Rồi tới mẹ đi. Mẹ em ơi, nghe dưỡng thanh rất nặng, làm anh đây ra sao yêu thảo đằng vuông tròn. Có đi chắc có câu rằng thu máu cài đường bắt cả dưỡng du. Sau khi rằng là em mới về quê quán. Hay quá. Nay bà đánh son đỏ vui quá ha. Đẹp á, nay bà đẹp quá. Nha. Nói giờ bà có đánh son không? Từ hồi gái giờ nhỏ lớn thì không biết đánh son. Cháu ố. Không biết son nào luôn hả? Không. Ôi, nay đánh son thấy sao bà? Đi đánh cho cũng biết nhờ đó. Bà đang ăn cầu luôn hả? Ăn cầu. Ăn cầu từ lúc mấy tuổi bà? Mấy tuổi? Vậy thằng chưa đâu có đánh son đâu. Yeah. Là môi cũng đỏ. Lúc nào cái môi cũng đỏ mà. Yeah. Thì con ăn cầu thì con đỡ tốt thì son lắm con. Trời ơi. Bây giờ mà con ăn cầu chắc là đường không ai dám dòm con luôn á. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Bà nhớ lúc bà gặp con dâu á bao nhiêu năm rồi không? Dâu mới về nè năm mấy hả? Dạ đúng rồi. Bà thấy con dâu này sao? Cũng được mà khi được khi không. Vô đề vô đề. Ủa sao kỳ vậy bà? Sao khi được khi không? Thắc mắc quá. Vậy nó
nó ngủ chưa đó. Ngủ chưa rồi nó làm biếng rồi. Nó như chị nhà nó không có làm được. Trời ơi, đó là không được đó đúng không? Còn cái gì được nè? Nó khỏe thì nó khoái nó làm thì nó làm, nó không khoái thì không làm. Đúng rồi, khỏe mới làm chứ. Rồi còn gì được nữa nè bà? Không được cái nó ngủ trưa. Ngủ trưa tới nhà thì bà già tới bụng tới mẹ chờ mấy cô mà. Tới 9 giờ đói tới mẹ. Giờ nó đói chết, bà già phải nấu. Rồi gì nữa nè? Rồi ăn cơm cái nó lật lật nó vô buồn, nó nằm nó không rửa chén dẹp dọn để bà già rửa. Có làm gì bà buồn nữa không? Thì cũng có lúc dày lúc khá. Anh xui hả? Anh xui. Chị mới về làm dâu của mẹ đúng không? Chị làm dân kinh doanh làm ăn. Dạ. Kiểu nghĩa là mình kinh doanh, mình về gặp chồng á, là mình mở công ty bất động sản, rồi đang chuẩn bị mở một cái xưởng bảo trì bảo dưỡng xe ô tô. Thật ra thì ở trong phòng làm trên máy tính á. Dạ. Thì mẹ không hiểu. Lúc đó là mình cũng đang tìm người giúp việc để mà phụ lo cho mẹ. Kiểu mẹ luôn là giữ một cái truyền thống là con dâu về là phải là phục vụ mẹ, nào sáng ra là cứ là 5-6 giờ là phải nấu cơm. Kiểu như giống như ngoài đồng vậy đó em. Yeah. Có nghĩa là mẹ quan điểm mà muốn là mình đi vô bếp nè, nấu cơm, nấu nước nè, rồi yeah, chén quét nhà nè. Yeah. Rồi nấu ăn nè, rồi phục vụ như là giường tược hay ruộng hay là gà hay gì đó, là mẹ theo quan điểm của mẹ. Tại lúc mình mới về mẹ cứ nhằn với ông xã, tại sao mày cứ vợ về mà cho tao thấy giống như là nó là mẹ tao, tao chưa tao không phải là tao là mẹ nó là mẹ tao. Từ từ cái mình phải giải thích cho mẹ vô phòng, cho mẹ xem cái máy của mình làm việc đó, là mình cần phải đăng tin những cái khách hàng, đăng tin về danh sách khách hàng mình sẽ lọc ra, rồi mình kiếm tiền như thế nào. Mẹ mới hiểu, tại vì thật ra mình với mẹ là có nghĩa là mâu thuẫn. Tại vì về cái mẹ có một cái gọi là cái giai đoạn, có nghĩa là mẹ thời xưa mẹ không được đi học, nên mẹ cũng không có biết chữ, nên là về cái mâu thuẫn với nhau rất là nhiều. Mẹ lấy chồng sớm đó. Ủa, bà chưa lấy chồng? Dạ. Sớm hả? 18 tuổi. Còn dâu xưa về chồng khó không bà? Cũng không khó gì. Bà phải thức dậy lúc mấy giờ? 4 giờ dậy đó, nấu trà pha cho vợ chồng uống. À. Dọn dẹp cơm nước. À. Ăn xong rồi rửa chén rửa bát dọn dẹp. Rồi xe lúa vỏ gạo. Giặt giũ quần áo cho mẹ chồng không? Lúc mới rước dâu mới về thì có giặt năm bữa hay bữa thôi, còn như bà giặt. Chứ ai giặt hoài luôn. Bây giờ con dâu của bà có giặt quần áo cho bà không? Không. Dâu này là bỏ mới giặt, mới giặt nha. Nghèo tiên về là chưa có máy móc, có nghĩa là ông xã về á là ông xã tự tay ông xã giặt. Cái bắt đầu ông xã giặt cỡ 2 ngày cái mẹ nói câu này, bộ nó không có tay à. Đó, có nghĩa là mẹ cưng con của mẹ, nghĩa là mẹ luôn bảo vệ thương con. Khi con thấy mẹ thấy con trai giặt mẹ xót, mới bàn với ông xã, anh ơi, vậy là không được, phải đi mua máy giặt đi, em không thể nào em giặt tay được. Tức là em bận công việc kinh doanh. Dạ. Em không thuê một người nào đó để làm phụ cho mẹ. Dạ, dạ có. Có không bà? Có, về tôi không chịu, bị nhà cũng đâu có gì thể thuê. Ừ. Môi cơm nước rồi cái gì dọn dẹp, trời ơi, cũng làm được khỏe hết. Vậy hả? Bà có họp gì với con dâu bà không? Lúc trước lúc đầu thì thấy sửng đâu ngủ trưa nằm trong ngủ. Ai về đâu rồi mở là coi nó ngồi đến mái. Thấy hồng mới thì mình không biết rồi, nó ai cũng hơi buồn nó chích. Dạ. Thì giờ biết là đâu có buồn, cũng thương con. Dâu có bao giờ cãi với bà chưa? Thì cũng có khi nó cũng nó tức thì nó cũng trả lời tiếng hai thôi. Dâu có tặng bà món quà gì chưa? Đâu có tặng gì đâu. Có tặng một cái gọi là chương trình vòng tay của mẹ báo hiếu Vu Lan đó. Con tổ chức cho mẹ đó. Rồi cái tiệc báo hiếu cho mẹ. Tổ chức sinh nhật cho bà không? Thì bữa là không có anh đám. Mới về có 1 năm còn chưa đâu mà đầu nhiều đám. Kỳ quá. Đúng mới rồi. Mới về có 1 năm mà. Để tổ chức nhiều đám cho vui chứ. Thôi tiền bạc nó còn hoài. Nói về cái cô có giúp việc là nghĩa là mẹ tuyển một cái em giúp việc 20 tuổi có chồng 2 đứa con vô làm ok lắm, làm là có nghĩa là giúp việc theo tiếng mình, bé nó gần nhà nó cũng dễ thương lắm. Yeah. Đi làm được tháng mấy cái mẹ vô ga, mẹ cứ vô ga nhà chưa có cất gì trơn mà cứ xíu mà cứ ấy, tại vì chị vừa xây cái xưởng ô tô ga mà bảo trì bảo dưỡng. Yeah. Rồi ở bên phía đây thì nó đổ rất là nhiều bề bộn, rồi cộng thêm là chén bát rồi đồ ăn thức ăn,
Thì chị chủ yếu là chị muốn một cái cô giúp việc đó, về sáng là phải là nấu đồ ăn sáng cho mẹ, phục vụ cho mẹ, quần áo cho mẹ. Mẹ chỉ nhai trầu, mẹ đi chơi rồi mẹ về sớm thôi. Nhưng mà mẹ thì ý của mẹ thì lại khác. Sau đó hai vợ chồng vô tình đi công việc. Khi mẹ ở nhà, mẹ nói cô giúp việc, mẹ đâu mẹ làm, mẹ đâu đi. Ở gần đây có chỗ làm rồi này kia, được lắm á, lương được lắm á, mày đừng làm đây. Bắt đầu hả, bé nó về nó thiệt tình, hay chị Thảo ơi, em nói thì chị nghe nha, em không biết làm sao mà bây giờ bà kêu em nghỉ đi cái xong chờ cái đâu dám nói đâu. Nó ông xã cái em rồi, mẹ sao vậy, mẹ có buồn gì giúp việc không? Không, tao đâu nói gì nữa đâu. Nói không vậy đòi nghỉ rồi sao? Nghỉ chứ, mẹ thì tính mẹ hay làm, người lớn tuổi người già không cho làm không được. Giờ có muốn chừa giúp việc chăng nữa mẹ cũng đi vô ra chùi nồi, mẹ cũng phải bắt mẹ phải chùi lại. Giờ cô đó, người làm nghỉ rồi ai phụ bà? Thì có con dâu phụ rồi cho bỏ rồi. Để con dâu bận quá ai nấu cơm cho bà? Bà có nào tự nấu không? Trời đó là đa số. Rồi ăn xong rồi ai rửa chén? Già rửa. Ai? Già rửa là mẹ rửa chứ già là mẹ đó. À, chứ ba là ba mất rồi. À, giờ bà tự rửa luôn hả? Tự rửa. Trời ơi, có khi nào mà la con dâu không? Hỏi dâu con có là không. Có nghĩa là lúc mà mẹ chưa hiểu là mẹ cứ la suốt luôn. Cái tới chừng mà hiểu rồi nha là hầu như là mẹ tự làm, tự nấu, tự rửa luôn. Niềm vui của bà là gì? Giờ không thích gì hết. Đôi lúc mẹ nằm mẹ buồn mẹ nói sao tao buồn quá, hỏi sao vậy nè, nghĩ bảy đứa con mà đứa chết cái không thấy mặt đứa nào hết á. Đâu hết trơn rồi, nói xa hả bạn? Không phải ở gần hết, ở gần hai đứa. Thì thấy có đứa nào qua phụ bà chứ? Dạ có chứ, đi một hãng. Ở nhà thì có chị ba, chị bảy, chị tư, mẹ chị chồng rồi cũng phụ qua lại. À bây giờ thì dạ. Để xem con bà với lại chồng em nói gì nha. Mời bà xem màn hình kìa. Suy nghĩ mình có đôi lời nhắn gửi đến người mẹ với một người vợ yêu dấu nhất của mình. Nói chung là mẹ là tất cả. Đôi lúc con cũng chưa được báo hiếu gì với mẹ, nhưng con chỉ hy vọng một điều duy nhất là mẹ và gia đình vợ con được hòa thuận. Mẹ đừng khó với con dâu nữa, vì lần này không ai làm vợ ý và được làm mẹ vui bằng con dâu hiện tại bây giờ là Thảo đó mẹ. Còn em ơi, anh rất cảm ơn em trong thời gian qua, em là người vợ rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nữa. Cảm ơn em trong thời gian qua và hy vọng sau này em và mẹ sẽ luôn có một cuộc sống chung hòa và mình là một gia đình hạnh phúc nha. Chúc em và mẹ không phân biệt mẹ chồng là hay là nàng dâu nữa, là hai mẹ con thế này là điều anh luôn mong đợi. Cảm ơn em. Em thấy chồng em nói vậy em sao? Nói chung là mẹ thì mình không có trách được, tại vì mình suy nghĩ rằng là mẹ đã khổ nhiều rồi, mình phải càng thương mẹ. Được cái làm em được ăn ủi là từ các chị chồng với lại ông xã là đủ. Tặng bà một kỷ niệm về nhà coi để nhớ có tham gia chương trình nha bà nha. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là bộ gối đến từ thương hiệu Elina. Dạ, con xin gửi tặng bà về bà ngủ ngon nha. Rồi, mẹ được chào tặng quà nha. Rồi, con cảm ơn bà. Tặng quà. Thì tổ chức sinh nhật cho bà nha. Trời ơi, thấy thương bà không?